Chào tất cả các bạn. Chúng ta đi tiếp cái phần hướng dẫn thực hành ôn tập tin học CA trình độ A, phần thực hành Excel. Trong bài số 3, chúng ta giải đề ôn thi Excel số 3. Mời anh chị và các bạn theo dõi. Anh chị chú ý là gì? Khi thi chúng ta phải tự nhập dữ liệu vào. Đây tôi nhập sẵn để tiết kiệm thời gian nên tôi nhập sẵn. Đây. Chúng ta sẽ đi giải đề số 3. Câu số 1. Tính mã loại theo ký tự bên trái của mã số. Mã loại. Theo ký tự bên trái của mã số thì chúng ta câu này chúng ta đơn giản rồi. Chúng ta dùng hàm let. Chuỗi cần cắt là mã số, ký tự cần cắt một ký tự. Đây, câu số 2, số 5 công tác. Số 5 công tác là ký tự bên phải của mã số. Bên phải của mã số. Chúng ta sử dụng hàm right. Chuỗi cần cắt, số thứ tự cần cắt. Câu số 3. Tìm hệ số theo mã theo mã loại, nếu số 5 công tác nhỏ hơn 3 thì lấy cột A. Nếu số 5 công tác từ 4 đến 6 năm thì lấy cột B. Từ 7 đến 8 thì lấy cột C. Chúng ta thấy là gì? Hệ số chúng ta sẽ dựa vào ký tự bên trái của mã số và bảng tính hệ số ở bảng số 1 là bảng này. Thì vậy cho chúng ta là từ 1 đến 3 thì chúng ta sẽ lấy cột này, không? Cột thứ hai trong cái bảng dò. Từ 4 đến 6 chúng ta sẽ lấy cột thứ ba. Từ 7 đến 8 thì chúng ta sẽ lấy cột C. Thì để chính xác trong cái này chúng ta sẽ dùng hàm if n bằng if an đầu tiên xin lỗi. Đây là quan hàm dò tìm, cho nên chúng ta phải dùng hàm VLOOKUP bằng VLOOKUP. Dựa vào ký tự bên trái của mã số thì chúng ta sẽ dùng hàm LET để cắt lấy một ký tự. Đấy. Bảng dò, chúng ta sẽ quét từ đây. F4 phải từ cột lấy về. Chúng ta có 3 cột ha, chúng ta phải đặt điều kiện để chúng ta lấy. Chúng ta sử dụng if n, if an cái số 5 công tác ha. Số 5 công tác là bị lắp ô ha, bằng v lookup let. Xin lỗi, cái này nó đơn giản hơn. Chúng ta gì? Dựa vào mã loại luôn. Chúng ta đã cắt lấy cái mã loại rồi thì chúng ta không cần let nữa. Chúng ta kích vào mã loại luôn. Và cái bảng tính số 1 là bảng này. F4. Rồi tiếp cột lấy về. Cột lấy về thì chúng ta sẽ dùng điều kiện để chúng ta đặt để chúng ta lấy if an số 5 công tác từ 1 đến 3 có nghĩa là lớn hơn bằng 1, nhỏ hơn số 5 công tác nhỏ hơn bằng 3 thì chúng ta sẽ lấy cột số cột A này là cột số 2. Tiếp tục if an số 5 công tác từ 4 đến 6 có nghĩa là lớn hơn bằng 4, nhỏ hơn bằng 6 thì chúng ta sẽ có cột số 3. Trường hợp còn lại chúng ta sẽ lấy cột số 4. Hai if nó đóng hai ngoặc. Và cuối cùng đối số cuối cùng của VLOOKUP chính là 0.
Rồi. Ở đây chúng ta kiểm tra lại. Chúng ta thấy là gì? Mã loại là A. Mà số năm công tác là 1 nên là gơ vô cột. Cột này ha, cột A thì đúng ra nó là 5 nhưng mà chúng ta đang ra là 9. Ha. Vậy thì trong trường hợp mà chúng ta cái hàm không bị sai, nhưng mà chúng ta sai ở chỗ lỗi ở chỗ định dạng dữ liệu. À, sai ở chỗ số năm công tác, ở chỗ này nó không hiểu đây là ký tự số. Lý do là chúng ta cắt các ký tự này từ trong cái chuỗi chuỗi test, thì thông thường nó mặc định nó sẽ là kiểu test, cho nên khi chúng ta dùng cái hàm chúng ta nói lớn hơn bằng 1 thì 1 là số, cho nên là nó không hiểu. Vậy thì khi chúng ta cắt lấy một cái ký số trong một cái chuỗi ký tự chữ, chúng ta muốn cho Excel nó hiểu đây là dạng số để chúng ta tính toán, thì để chúng ta tính toán cho nó chính xác thì chúng ta phải dùng trước nó thêm một hàm value. Nếu như có trường hợp lỗi xảy ra, còn nếu nó không xảy ra thì chúng ta cứ làm bình thường. Không? Trong trường hợp nó đã xảy ra lỗi, có nghĩa là gì? Đây nó không hiểu đây là định dạng kiểu số. Vậy thì muốn cho nó biết đây là định dạng kiểu số thì chúng ta trước nó rất đơn giản thôi. Trước nó chúng ta thêm một cái hàm là value. Mở đơn và cuối nó đóng đơn. Thì nó sẽ ra định dạng kiểu số. Chúng ta kiểm tra lại thì thấy nó sẽ đúng. Không? Mã loại là A, số năm công tác là 1, nó gơ vô cột A là 5. Mã loại là C, số năm công tác là 2, cũng gơ vô cột 1 là 3. Mã loại là D, số năm công tác là 1, vậy thì gơ vô cột cột 1 luôn là 2. B là 6. 6 thì gơ vô cột số 2. Xin lỗi, B là 4, 4 thì gơ vô cột số 2. Là 6 ha. Rồi B là 7. 7 thì rơi cho cột số 3 là chúng ta được được 8 ha. Anh chị chú ý chỗ này. Thông thường nếu như nó chúng ta tính ra chúng ta phải phải xem lại có đúng chưa. Còn nếu như để chắc ăn chúng ta cứ trước nó thêm một hàm value để cho nó là gì? Nó chuyển sang định dạng là số. Tôi nhắc lại ha, chỗ này sau khi chúng ta làm write xong rồi, chúng ta chỉ cần là gì? Trước nó thêm chữ hàm value thôi. Cửa mở ngoặc và cuối cùng trong đó đóng ngoặc là xong. Rồi, cái câu tiếp theo, lương. Lương thì bằng hệ số nhân với lương căn bản nhân với ngày công. Nếu như ngày công lớn 24 ngày thì số ngày công dư đó sẽ được tính gấp đôi. Có nghĩa là ví dụ như anh nào làm cái ngày công là 25 ngày, có nghĩa là hơn 24 một ngày, thì cái ngày hơn đó được nhân 2, có nghĩa là nhiêu? Có phải là được 26 ngày không? Phải không? 24 dư 1, cái ngày 1 đó được nhân 2, có nghĩa là thành 2, thì cái số nó trở thành là 26. Còn nếu như cái anh này là 28 thì nó là nhiêu? Có phải là chúng ta lấy là gì? Bằng 24, xin lỗi, 28 trừ cho 24 là số ngày căn bản, thì anh dư 4 ngày đúng không? 4 ngày thì có 4 ngày được nhân 2 lại ra được là gì? Là được 8. 8 8 cộng với 24 ngày quy định là nhiêu? Anh này sẽ được 32 ngày. Đó. Tôi nhắc lại ha, cái đề bài đó là gì? Lương thì bằng hệ số nhân lương căn bản nhân ngày công. Chúng ta chú ý chỗ ngày công. Ngày công theo quy định là 24 ngày. Nếu như người nào làm hơn 24 ngày thì những cái ngày làm hơn đó được nhân 2. Vậy là chúng ta phải trừ đi 24 rồi chúng ta mới lấy những ngày dư đó, chúng ta nhân cho 2. Rồi. Vậy thì giờ chúng ta sẽ giải quyết cái ngày công trước. Không? Giải quyết cái ngày công trước. Tôi nói là gì? Hoặc là chúng ta làm theo trình tự cũng được. Bằng hệ số nhân lương căn bản nhân ngày công. Không? Thôi để tiện hơn thì chúng ta sẽ xử lý cái vụ ngày công trước. Tôi nói là gì? Nếu cái ngày công này lớn hơn 24 thì sao? Thì chúng ta mới là gì? Mở ngoặc. Lấy cái gì? Cái ngày công này trừ đi cho 24, đúng không? Để ra được những ngày dư. Chúng ta nhân cho nó 2 lần, có nghĩa là những ngày dư được nhân 2. Đúng không? Rồi sau đó chúng ta cộng lại cho 24 ngày chúng ta đã trừ của người ta. Đó, thì chúng ta sẽ ra được ngày công đối với trường hợp những người lớn 24.
Rồi, nhân 2 ha, cộng cho 24. Rồi tiếp tục gì, lấy tất cả những này gì? Nhân cho gì? Nhân cho lương gì? Lương căn bản. Lương căn bản ở đâu? Đây. Và chúng ta nhân cho hệ số ở đây không. Trường hợp còn lại là cái gì? Nếu không có dư thì sao? Tính bình thường. Tính bình thường là sao? Là lấy ngày công nhân cho lương căn bản nhân cho hệ số. Đóng đơn lại, enter. Chúng ta nhắc lại ha, chúng ta chú ý là gì? Chúng ta phải xử lý cái ngày công ha. Cái là những người nào mà lớn 24 thì những ngày dư đó sẽ được nhân 2 ha. Rồi chúng ta phải cộng lại cho 24 ngày chúng ta đã trừ cho người ta. Để dễ hiểu, chúng ta sẽ làm cái ngày công ở ngoài cái công thức nháp này để anh chị dễ hiểu. Nếu ngày công là này lớn 24 thì sao? Thì chúng ta mới là gì, lấy cái ngày công này trừ đi 24 để ra được cái số dư. Chúng ta phải nhân cho người ta 2, vượt quy định thì nhân cho 2. Và chúng ta hãy cộng lại gì? Cộng lại 24 ngày chúng ta đã trừ căn bản đi. Và chúng ta đóng ngoặc ha, đóng ngoặc. Z hoặc là chúng ta đóng ngoặc thêm nữa. Trường hợp còn lại thì sao? Trường hợp còn lại chỉ lấy ngày công thôi. Đó. Rồi chúng ta kiểm tra. Cái anh này 23 thì là ảnh thể hiện 23 bình thường. Rồi cái anh này 25 thì có nghĩa là ảnh dư một ngày. Đó. Vậy thì một ngày đó nhân lên 2 là ảnh được 26. Còn anh này 28 thì ảnh dư 4. Thì 4 ngày thì nhân 2 cộng với 24 ngày kia không có nhân là ra được 32 ha. Thì công thức đúng ha. Thì chúng ta chỉ gáp cho thêm gì, nhân cho gì, lương căn bản và nhân cho hệ số thôi. Chúng ta sẽ ra một lương này. Rồi tính phụ cấp. Mỗi năm thì công tác được tính phụ cấp là 10.000. Nếu mã loại là A thì phụ cấp được cộng thêm là 6.000. Nghĩa là gì? Cứ một năm công tác thì anh nó được phụ cấp là 10.000. Nhưng anh là loại A thì anh được cộng thêm 6.000 nữa. Thì chúng ta đặt điều kiện ha. Chúng ta nói nếu nếu loại mã loại ha là A, có nghĩa là gì? Là bằng A. Chúng ta chú ý là gì? A là cái từ chữ cái nên chúng ta phải đặt trong dấu ngoặc hoặc kép, còn số thì khỏi. Là A thì sao? Thì số 5 này nè nhân cho 10.000. 10.000 4 số 0. Và cộng thêm cho ảnh là gì? 6.000 nữa. Còn trường hợp còn lại thì sao? Không phải loại A thì sao? Thì chỉ cần lấy số 5 công tác nhân cho 10.000 thôi, có nghĩa là ảnh không có, những anh còn lại là không có được tính thêm. Mười ngàn. Rồi chúng ta đóng đóng đơn lại, một ít một dấu đơn. Đó, anh này là A, anh công tác còn 5 thì anh được 10.000. Nhưng mà anh được cộng thêm 6 là anh ra 16.000. Còn anh C thì anh 2 năm. Thì 2 năm thì mỗi năm 10.000, anh không được cộng thêm. Thì ổng được là 20.000. Thực lãnh thì cái câu câu thực lãnh này có đề có thể là ra hơi hơi nhầm chút xíu. Thực lãnh thì anh chị cứ lấy là gì? Thì lương cộng phụ cấp chúng ta sẽ ra thực lãnh bằng lương cộng phụ cấp. Đây, câu số 7. Tổng hợp bảng 2. Bảng 2 ở đây ha, thống kê bảng 2. Thì kêu tính thực lãnh ha, thực lãnh chúng ta thấy là gì? Thực lãnh là ô có giá trị là số
cho nên ta phải dùng là sum if. Bằng sum if vùng chứa các chữ ABC là vùng nào? Vùng này, đúng không? F4 phải điều kiện criteria điều kiện rồi. Phải sum run vùng cộng, chúng ta cộng vùng thực đánh F4 cố định lại. Enter. À, xong câu số 7. Câu số 8 vẽ đồ thị dựa vào kết quả câu 7. À, câu này. À, thì vẽ đồ thị cũng rất là dễ đúng không? Ta tô khói đó, kích biểu tượng chạc. Nét. Ha, có sẵn ha. Nét chạc tiết thô. Đặt điều kiện. Xin lỗi, chạc tiết thô. Đặt tiêu đề ha. Tiêu đề là gì đây? À, biểu đồ biểu diễn sự tương quan gì đó ha. Về cái mức thực lãnh của các mã loại ha. Biểu diễn sự tương quan giữa tương quan thực lãnh giữa gì? Giữa các mã loại. Net finish rồi, vậy là chúng ta hoàn thành cái đề ôn số 3. Hẹn gặp lại anh chị trong cái đề ôn thứ 4. Kính chào anh chị.